đấy, huýt sáo, huýt sáo, huýt sáo, đây em huýt sáo, hả mồm ra, nó chưa biết bổ anh nhỉ? Yeah. Đói mà huýt sáo phát bay tới ngay. Anh phải học cả tiếng gù của nó luôn đi. Giới thiệu với cả mọi người, đây là một đôi cu gáy gọi là được thừa của hàng tự nhiên nhá. Nếu mà nó ăn nó bị bứ quá thì tăng thêm tí nước để cho nó dễ tiêu. Con này bây giờ là nó biết biết uống nước rồi. Tự đưa mỏ vào uống. Cho nước một bình nước ở trong chuồng nên là nó khát là tự là nó uống. Ừ. Quan trọng là phải có nước. Đây là mình bón cho nó ăn. Hôm cám khô quá ấy. Trong thời tiết hanh khô ấy, chân nó cũng bị khô mà. Thì sau ra anh nó thấy thấy cám trong trong diều nó không tiêu, anh biết ngay là không cần cho ăn, mà bây giờ phải quan trọng là bổ sung nước. Nếu bọn này mà bổ sung vitamin B1 thì có được không anh? Tốt quá, nó cứng xương và nó dễ tiêu hóa. Nhưng mà trong cái cám của anh là đấy, anh đã trộn với cả cái men tiêu hóa của trẻ con ấy. Rồi. Thì ông Phước bảo tôi về mua một gói 5.000. Đấy, chưa đầy một phút là hai chú chim cu gáy đã ăn xong. Đây là bữa tối đấy. Hôm nay bận quá, bây giờ mới cho ăn được. Chúc quý vị khán giả theo dõi video vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị khán giả ở video tiếp theo.